Chào bạn, tôi xin tự giới thiệu, tôi là tiến sĩ bác sĩ Phạm Dịch Thùy Dương, là giảng viên thuộc Bộ Môn Nhi Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi làm việc gần 30 năm trong chuyên ngành nhi khoa và tôi làm việc trong chuyên khoa nhi tổng quát và đặc biệt là sơ sinh. Và như vậy tôi tiếp xúc rất nhiều cái bà mẹ, những cặp vợ chồng đến khám và chúng tôi đã có khá là nhiều kinh nghiệm, những cái nhìn nhận về vấn đề trầm cảm sau sinh. Và tôi xin giới thiệu các bạn cái khóa học vượt qua trầm cảm sau sinh. Thì trầm cảm sau sinh là vấn đề mới được biết đến từ khoảng tháng 6 2017 ở tại Việt Nam chúng ta, là một vấn đề rất là chấn động. Và các bạn biết đó, làm cha mẹ là một thiên chức rất là thiêng liêng, nhiều hạnh phúc nhưng rất nhiều âu lo và rất rất nhiều stress, đặc biệt là trong những cái thời gian đầu tiên. Thì trầm cảm nó sẽ tác động có đến khoảng chừng 10 đến 18% trường hợp bà mẹ sau sinh lận, và bất kỳ ai cũng có thể bị trầm cảm hết, bởi vì những nguyên nhân của nó nằm từ những nguyên nhân khá là sinh lý cho đến những nguyên nhân bệnh lý như là vấn đề gia đình, xã hội hay tâm lý chẳng hạn. Triệu chứng trầm cảm sau sinh nó rất là thay đổi và cho nên dễ bị nhầm lẫn, đôi khi người ta thường bỏ qua bởi vì tưởng nó là một cái tình trạng thường gặp của bà mẹ sau sinh, mệt mỏi lo âu của bà mẹ sau sinh thôi. Tuy nhiên hậu quả trầm cảm sau sinh thì nó rất là nặng nề trên em bé nè, trên bà mẹ nè, và trên cả một cái hạnh phúc gia đình lớn nữa, và nó sẽ là một sang chấn, nếu vượt qua được sẽ là một sang chấn kéo dài cả cuộc đời. Thì như vậy nó cần phải được tầm soát và điều trị càng sớm càng tốt. Đối tượng của lớp học là những người sắp sửa làm cha mẹ, người đang nuôi con nhỏ trong năm đầu tiên, nhưng các bạn sắp lập gia đình, các bạn có những người thân yêu, thí dụ như là con, anh em, bạn bè, anh chị hay bạn thân sắp làm cha mẹ. Và chúng tôi khuyên ở trong lớp học này các bạn hãy vợ chồng cùng xem. Và tôi cũng khuyến cáo là các bạn nên cả hai vợ chồng các bạn cùng xem khóa học này, thì như vậy các bạn có thể sẽ thông cảm với nhau tốt hơn và giúp cho các bạn phát hiện sớm, bởi vì không chỉ bản thân của người vợ mà cả người chồng cũng có thể giúp cho vợ mình phát hiện được trầm cảm sau sinh nữa. Khóa học này sẽ cung cấp cho các bạn những cái thông tin hết sức khoa học, toàn diện và thực tế về vấn đề trầm cảm sau sinh, như là ai dễ mắc trầm cảm sau sinh, vì sao người ta bị trầm cảm sau sinh, và trầm cảm sau sinh có thể gây hại gì cho những ai, như vậy như thế nào, làm sao mình biết được là mình bị trầm cảm, và cuối cùng xử lý trầm cảm đâu mà sao, và mình có thể dự phòng trầm cảm như thế nào, hoặc là ai có thể giúp được một cái bệnh nhân bị trầm cảm. Sau khi học cái khóa học vượt qua trầm cảm sau sinh, các bạn sẽ biết được trầm cảm sau sinh là gì và biết mình có mắc nguy cơ nhiều hay là không, biết được tác hại cũng như cách xử lý, cách dự phòng và điều trị trầm cảm. Vậy thì xin mời các bạn hãy nhanh chóng tham gia khóa học vượt qua trầm cảm sau sinh nhé. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn sớm. Chào mừng bạn đến với các khóa học kỹ năng cùng chuyên gia tại nền tảng giáo dục trực tuyến Kina. Nếu bạn chọn phương thức thanh toán thu tiền tại nhà, đầu tiên bạn cần kích hoạt khóa học. Kina sẽ gửi phong thư chứa mã kích hoạt và hướng dẫn sử dụng tới địa chỉ của bạn. Đăng nhập tài khoản và điền ngay mã tại trang kích hoạt, khóa học sẽ được thêm vào mục khóa học của tôi. Với các phương thức thanh toán trực tuyến, khóa học sẽ được tự động thêm vào khóa học của tôi sau khi giao dịch của bạn được xác nhận. Để xem các khóa học mà bạn đang sở hữu, hãy truy cập website kina.vn và đăng nhập tài khoản của bạn. Từ trang chủ, bạn có thể dễ dàng vào trang khóa học của tôi. Kina thiết kế trang khóa học của tôi như quyển nhật ký hỗ trợ bạn quản lý các hoạt động học tập hiệu quả. Để giúp bạn theo dõi lịch sử học tập, các khóa học được tự động sắp xếp theo trạng thái đã mua và đã học. Trên từng khóa học, Kina sẽ thông báo đến bạn tiến độ học tập hiện tại. Học liệu từ tất cả các khóa học được xếp gọn gàng tại thẻ tài liệu. Giờ đây, bạn có thể truy cập tài liệu tham khảo bất cứ lúc nào mà không cần tỉ mẩn xem lại từng video bài giảng. Ở
đáp với giảng viên và lịch sử tương tác cùng các học viên khác sẽ được tự động tập hợp theo tên khóa học. Đây là một chức năng rất được yêu thích tại Kina vì nó làm cho việc ghi nhớ kiến thức trở nên thật nhẹ nhàng. Cuối cùng, từ trang cá nhân của mình, bạn có thể dễ dàng quản lý mọi giao dịch tại Kina và hoàn thành thanh toán các khóa học. Với mong muốn đem lại sự tiện lợi cho học viên, Kina xây dựng giao diện học tập linh hoạt, hiển thị hoàn hảo trên mọi thiết bị, từ máy tính bảng, tới điện thoại di động. Giờ đây, kiến thức chỉ còn cách bạn một cú lích chuột. Trong quá trình xem video bài giảng, bạn có thể nhanh chóng tạo các ghi chú và tóm tắt ý chính của bài học. Video bài giảng được sắp xếp xen kẽ cùng với các bài tập trắc nghiệm để giúp bạn ghi nhớ kiến thức tốt hơn và làm cho quá trình học thú vị hơn. Với mong muốn tăng trải nghiệm tương tác, Kina phát triển chức năng hỏi đáp linh hoạt. Bạn có thể hỏi đáp thỏa thích với giảng viên và thảo luận với các học viên khác để thỏa mãn các nhu cầu kiến thức tức thời. Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ được cấp chứng nhận online miễn phí. Nếu bạn muốn chạm vào thành quả của mình, Kina sẽ cung cấp cho bạn chứng nhận offline được lồng trong khuôn gỗ có chữ ký và đóng dấu của công ty. Trong trường hợp video hướng dẫn này vẫn chưa thỏa mãn hàng vạn câu hỏi của bạn, hãy liên hệ với Kina qua số hotline 1900 636 409 để được hỗ trợ nhé. Kina, nền tảng giáo dục trực tuyến về kỹ năng hàng đầu, được tin tưởng bởi hơn 200 chuyên gia và hơn 300.000 học viên trên cả nước. Cùng Kina chinh phục mọi kỹ năng để nâng tầm sự nghiệp và làm chủ cuộc sống.